Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Thế Giới Máy lại mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy sát cạo đơn A3000 sàng rung 3 cấp tại Vĩnh Long. Hiện tại thì chúng tôi đang sát dòng lúa ST25, một trong những loại lúa mà hạt dài. Máy bóc sử dụng điện một pha, motor 3 kW, rất là tiết kiệm điện, và những cái nơi mà khu vực điện yếu có thể sử dụng một cách dễ dàng. Bà con có thể nhìn thấy là hạt gạo bóc ra rất là đẹp, đều và bóng, trắng, không bị vỡ, cực kỳ đẹp và sạch. Với máy sắt A3000, năng suất của máy đạt từ 100-200 kg/h, rất là phù hợp với các cửa hàng nhỏ lẻ hay hộ sắt ăn gia đình. Nguyên lý hoạt động của máy là chúng ta bỏ lúa vào thì máy sẽ trà một lần duy nhất ra thành gạo trắng ăn sạch đẹp, và hệ thống cám và chấu sẽ được nghiền đi qua ra đường bao trắng. Các bạn có thể nhìn thấy là với nguyên liệu khi mà chấu và cám nghiền ra thì có thể sử dụng làm thức ăn cho gia súc gia cầm được luôn, rất là tiện lợi. Khi mà máy hoạt động thì khi mà lúa gần hết thì chúng ta cứ chỉ việc đổ thêm vào thôi, không cần phải ngưng máy lại, rất là tiện dụng cho bà con. Máy nhỏ gọn, có thể di chuyển bằng xe máy được. Nếu bà con có nhu cầu đến sản phẩm máy sắt gạo gia đình thì hãy liên hệ với chúng tôi số điện thoại bên dưới video. Ngoài dòng máy sắt gạo đơn này ra thì công ty có cung cấp rất là nhiều dòng máy sắt gạo dành cho gia đình dịch vụ, từ dòng nhỏ đến dòng lớn, từ dòng đơn lẻ đến dòng liên hoàn, để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của quý khách hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bà con.